bàn thờ ngũ tự ký nghĩa và cách bày trí chuẩn phong thủy. Thờ cúng các vị thần trong gia đạo là truyền thống đã có từ lâu đời của người Việt. Ngày nay nhiều gia đình sử dụng bàn thờ ngũ tự để thờ cúng, nhưng không phải ai cũng thực sự hiểu rõ về loại bàn thờ này và biết cách bài trí đúng. Bàn thờ ngũ tự là gì? Thờ ngũ tự hay còn được gọi là thờ gia thần, tức là thờ các vị thần trong nhà. Đây là tín ngưỡng rất phổ biến trong văn hóa tâm linh của người dân Việt. Bản chất của thờ ngũ tự là thờ các vị thần và được gói gọn trong phạm vi gia đình. Ở mỗi ngôi nhà thì đều có các vị thần trên mảnh đất đó để cai quản và xác lập ranh giới địa lý, không gian cư trú nhất định. Ngũ là năm, tự là tại nhà. Thờ ngũ tự là thờ năm vị thần. Thế nên, thờ ngũ tự là thờ năm vị thần trong gia đình. Năm vị thần đó sẽ gồm có Táo thần là thần bếp, Tỉnh thần là thần giếng, Môn thần là thần cửa, Hộ thần là thần nhà, Trung lưu thần là thần gian nhà giữa. Tuy nhiên, có không ít tài liệu lại cho rằng các vị thần này là các vị thần cai quản việc làm ăn gồm Táo thần, thần bếp, thổ công, thần đất, tiên sư. Các vị thần có nhiệm vụ giữ cổng là thần môn gia hộ úy, thần bảo vệ sức khỏe con người và súc vật, nhân súc y thần. Trên những quan niệm trên thì có hai vị thần trùng nhau, đó là thần bếp và thần đất. Các vị thần còn lại thì cần dựa vào xuất xứ tín ngưỡng của từng vùng để biết chính xác đó là ai. Bàn thờ ngũ tự có khác gì so với bàn thờ thường? Bàn thờ ngũ tự là bàn thờ để thờ các vị thần trong gia đình. Bàn thờ gia tiên là để thờ cúng ông bà tổ tiên, những người đã khuất. Bàn thờ gia tiên thường được quan niệm là giữ vai trò quan trọng nhất. Bàn thờ gia tiên thường được đặt ở không gian khang trang, sạch sẽ và uy nghiêm nhất trong nhà, như ở một khu vực của phòng khách, hay thậm chí nhiều gia đình còn thiết kế một phòng riêng chuyên dành để đặt bàn thờ gia tiên và thực hiện các công việc thờ tự. Còn bàn thờ ngũ tự cũng rất được coi trọng, nhưng so với bàn thờ gia tiên thì vai trò đứng sau. Bàn thờ ngũ tự thường được đặt ở gian bên trái của ngôi nhà, là vị trí được đánh giá là quan trọng thứ hai trong ngũ hành, phong thủy. Vị trí của các gia thần trong bàn thờ ngũ tự. Vị trí của thần bếp. Trong ngũ tự gia thần thì thần bếp chính là Táo Quân, là vị gia thần được xếp đầu tiên trên bàn thờ ngũ tự. Vì thế, trong văn cúng ngày 23 tháng Chạp thường có câu Ngài là vị chủ của ngũ tự Phúc Thần. Bếp là nơi giữ gìn hơi ấm của căn nhà, là trung tâm của mọi hoạt động sống trong căn nhà đó. Bởi vậy, thần bếp luôn được mọi người tôn kính với mong muốn được thần che chở, phù hộ cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Vị trí của thần đất. Thần đất là người cai quản vùng đất. Họ sẽ giúp bạn trông giữ nhà cửa, giữ gìn cuộc sống gia đình hòa thuận với nhau. Vậy nên, ngoài vị trí của thần bếp là Táo Quân, thì vị trí của thần đất cũng không kém phần quan trọng, và nhất định trong nhà phải có thờ thần đất để họ gìn giữ mảnh đất mình ở được bình yên. Còn các vị thần còn lại thì tùy theo tín ngưỡng của mỗi vùng mà họ có vị trí nhất định. Tuy nhiên, tất cả mọi gia thần đều có nhiệm vụ trông coi, cai quản mọi việc cho gia chủ. Vào những ngày đặc biệt như mùng 1, ngày rằm, động thổ, nên cúng để cầu xin các gia thần phù hộ, chứng tỏ vị trí của gia thần rất quan trọng. Cách bố trí bàn thờ ngũ tự đúng phong thủy. Mối quan hệ của gia thần và gia tiên vô cùng đặc biệt. Đối với gia thần, họ có nhiệm vụ cai quản cũng như quyết định họa phúc cho các thành viên trong gia đình. Gia tiên lại là người sinh thành ra chúng ta, là nguồn cội của con người, nên họ chính là người được tôn trọng nhất. Vì vậy, cách đặt và sắp xếp bàn thờ sao cho hợp lý để hòa hợp gia thần và gia tiên là hết sức quan trọng. Cách đặt bàn thờ ngũ tự trong nhà cấp 4. Bàn thờ có ý nghĩa vô cùng thiêng liêng với văn hóa đời sống tâm linh người Việt. Chính vì vậy, dù trong nhà cấp 4 hay những ngôi nhà mặt đất bình thường đều phải để ở vị trí trang trọng trong ngôi nhà. Người Việt thường đặt bàn thờ ở vị trí trên cao thể hiện sự tôn trọng và thành kính. Cần lựa chọn vị trí đặt bàn thờ ở nơi có các bức tường vững chãi, không dựa vào tường kính, vị trí có cửa sổ hoặc cửa ra vào. Tốt nhất nên đặt bàn thờ ở vị trí cao nhất ngôi nhà. Phía trên bàn thờ là khoảng trời rộng lớn, không bị những khoảng không gian sinh hoạt khác chồng lên. Đặc biệt lưu ý,
Nếu phía trên của bàn thờ còn phòng, tuyệt đối không được để chúng là phòng vệ sinh hoặc phòng chơi của trẻ nhỏ, bởi nó sẽ làm mất đi sự trang trọng, thành kính và thiêng liêng. Đặt bàn thờ ngũ tự đối với nhà chung cư. Ở những thành phố lớn đông đúc và chật chội, kiểu kiến trúc chung cư rất phổ biến và được ưa chuộng. Tuy nhiên, do chung cư gồm nhiều tầng nhà chồng xếp lên nhau, mỗi tầng lại gồm nhiều hộ gia đình, nên vấn đề đặt bàn thờ ngũ tự trở nên khó khăn. Đây là băn khoăn của rất nhiều người đang ở chung cư. Đối với các căn hộ, bàn thờ cần đặt ở khoảng giữa, không thuộc phạm vi phòng nào. Để bàn thờ nơi thoáng, trống nhưng không đặt trực tiếp hay đối diện phòng ngủ, phòng bếp. Xung quanh bàn thờ nên có rèm hoặc hoa văn cổ. Điều này giúp khi thắp hương buông rèm xuống thể hiện sự thanh tĩnh. Những lưu ý và kiêng kỵ khi bày trí bàn thờ ngũ tự. Vị trí đặt và hướng đặt bàn thờ luôn là một vấn đề nan giải. Làm sao để đặt bàn thờ đúng hướng, đúng vị trí hợp phong thủy đem lại nhiều tài lộc, bình an cho gia chủ. Và bàn thờ ngũ tự cũng không ngoại lệ. Nhất là đối với những gia đình có hoạt động kinh doanh, buôn bán. Với ý nghĩa mang lại tài lộc, may mắn phát đạt trong làm ăn, nên nếu phạm phải những điều đại kỵ có thể khiến gia chủ tán gia bại sản. Để việc thờ cúng ngũ tự được đảm bảo nhất về mặt phong thủy hay tâm linh, các gia chủ cần lưu ý những vấn đề sau đây. Tránh đặt bàn thờ ngược hướng với hướng của ngôi nhà. Tránh đặt bàn thờ gần nhà vệ sinh hay nhà bếp, gây thiếu sự trang trọng và tôn nghiêm. Tránh đặt bàn thờ sát nhà tắm hay phòng ngủ, vì đây là những không gian riêng tư, sẽ làm ảnh hưởng đến sự thanh tịnh, yên tĩnh của gian thờ. Không đặt bàn thờ xung với cửa. Không đặt bàn thờ phía dưới xà ngang. Không để đồ đạc ở phía dưới bàn thờ. Không đặt bài vị sát tường.